Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn số 3064 gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc đảm bảo an toàn, ổn định đời sống của nhân dân sau mưa lũ. Theo đó, mực nước lũ các tuyến sông trên địa bàn thành phố đã đạt đỉnh và đang giảm dần nhưng còn duy trì ở cấp báo động trong những ngày tới, vẫn còn gây ngập lụt cho các khu vực ven sông, đe dọa đến an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn thành phố để đảm bảo an toàn ổn định đời sống của nhân dân ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã đầu tiên nước rút khi nước rút chỉ đạo giả soát kiểm tra đánh giá kỹ toàn bộ công trình nhà ở hệ thống hạ tầng ở những khu vực có địa hình thấp trũng khu vực sát sông vừa bị ngập lụt trường hợp đảm bảo an toàn mới cho phép người dân quay trở lại sinh sống đồng thời triển khai ngay công việc thu dọn tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng đảm bảo vệ sinh môi trường không để phát sinh dịch bệnh tại các khu vực vừa bị ngập lụt Đối với những khu vực vẫn chịu ảnh hưởng do ngập lũ, những khu vực sát sông, khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng của người dân. Kiên quyết không để người dân quay trở lại sinh sống để đảm bảo an toàn tính mạng. Do nước lũ dâng cao, sông chảy xiết, gây gặp lụt sâu và dự báo còn tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, sự cố hư hỏng công trình nghiêm trọng. Vì vậy, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, canh gác đê điều, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các sự cố, hư hỏng công trình ngay từ từ đầu giờ đầu, đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lũ có thể xảy ra trong thời gian tới. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời về văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm thành phố theo quy định.